anh đó. Trước hết con vô cùng vui sướng. Con vừa mới thọ tâm ấn. So I'm just new. Ngày 2 tháng 10 ở đây. In October 2nd. Và con xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới. Thank everyone. So happy new year. Con có một câu chuyện. I have one story, con sẽ nói ngắn gọn. Được. I make it very short. Con vốn đến từ Mông Cổ. So I'm originally from mừng Hungary. Anh về nhà. Welcome home. Con sống ở Hungary. Vậy hả? I lived in con Hungary. Đến đây vì I came here because con là người tìm chiến thánh. I was a girl. Hoặc tương tự. Anh tìm hả? Dạ, dạ không, con thích câu chuyện về chiến thánh. Về cái gì? Chiến thánh à, Arthur và Merlin. Ồ, chiến thánh. Chiến thánh, chiến thánh. Chiến thánh phải không? Vậy anh muốn tìm chiến thánh hả? Tương tự, được. Tại sao? Con đến đây 2 năm trước. I came here 2 years ago. Con biết chắc rằng nếu con đi tới Stonehenge, if I go to Stonehenge, sau đó con sẽ tìm được sư phụ của con. After that, I will ý con là hiểu, master. Con sẽ gặp vị đó. Understand. Các thầy nào đó hiểu. Mới cách đây 3 ngày. Just 3 days. Anh đến Stonehenge hả? Dạ, con đã tới đó à. À, vậy hả? Yes. Cho nên với con đó là sự thần kỳ. Ồ, tảng đá đó cho anh. Chuyện thần kỳ. Chà, nhân tiện, Stonehenge đã được vào danh sách là một trong những kỳ quan thế giới. Trước kia không như vậy, không biết tại sao. Và điều kỳ diệu của thế giới trước đây không như vậy, không có trong danh sách, giờ được rồi. Tốt, anh tới đúng lúc. Dạ, cho nên, nhưng con luôn biết rằng con sẽ gặp Ngài ở đây cách nào đó. Meet tuyệt vời, tốt. Somehow. Wonderful. Cảm ơn sư phụ. But, không có chi. Thank you. Trời nóng ha. Anh ở Hungary à? Bây giờ anh muốn ở đây hả? In Hungary? You want dạ không, con đang sống ở London. Nhưng anh không ở Hungary nữa sao? Dạ, hồi trước con ở. Nhưng con sẽ trở lại. Thưa, con có dự định. Anh có bạn ở đó à? Gia đình anh ở đây hay ở Hungary hay ở Mông Cổ? Dạ, Hungary. Anh biết nói tiếng Hungary. Dạ, lưu loát. Dạ, như người bản xứ. Anh sinh ở Hungary. Không ạ, con. Anh sống ở Hungary bao lâu rồi? Dạ, 10 năm. 10 năm. À, đủ. Đủ để nói. Chỉ phòng khi tôi cần anh. Cho người Hungary. Còn ai khác? Người Hungary nào cần phiên dịch? Quý vị, ai là người ngoại quốc mà nói thạo một ngoại ngữ khác? Ngoài tiếng Anh ra thì cần cho liên lạc viên mình biết, nhắc họ. Vì nhiều khi quý vị đã điền vào đơn tâm ấn nhưng có thể họ quên. Vì vậy, trung tâm nào cũng nên dán một danh sách một số người đặc biệt. Thí dụ, thợ sửa chữa, thợ điện, để chúng ta hợp lực. Đôi khi làm việc cho trung tâm, hoặc có thể giúp đỡ người nào cần giúp kịp thời, các tài năng đặc biệt, hoặc có thể là kỹ năng ngôn ngữ đặc biệt, lúc cần tới thì có, hiểu không? Đưa số điện thoại cho liên lạc viên, hoặc cho người khác biết, nhưng đừng cứ gọi người đó hoài, nói, ồ, năm nay tôi sẽ đi Hungary, nhờ anh đi theo tôi thông dịch, chẳng hạn vậy. Chỉ dùng cho mục đích tốt thôi, cho mục đích tu hành hoặc cho việc giúp người cần, hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Rồi, tốt lắm. Còn ai nữa? Con xin hỏi thêm một câu ạ, được. Được chứ. Con chỉ muốn biết nếu là con muốn về hưu để thiền, ý con nói nhiều tháng. Ồ, bế quan. Nếu con muốn làm như vậy, con làm một mình được không? Hay là ở đâu, ở nhà? Phải đến trung tâm nào đó không? Anh có thể làm một mình vì con tính đi Mông Cổ. Có những nơi con nghĩ là có thể thiền được. Vậy hả? Được, cứ thử. Sao phải về Mông Cổ, không thiền ở London được sao? Dạ, ý con là
Well, núi, dạ, yeah. Hang động này kia. Mountains? Yes. Yeah. Caves and all that stuff. Lãng mạn tu hành. The spiritual romance. Tôi phải nói là tốt đấy, hay đấy. Well, I must say it's nice, it's nice. Nhưng nhiều khi khó ở đó lắm. Yeah. But sometimes it's difficult to stay. Người ta tới there. Hoài tìm people cách lôi quý vị ra and, you know, hoặc chuyện gì đó xảy ra. Cho nên cũng khó mà ở đó. Đôi khi ở trong thành thị lại an toàn hơn, quý vị ở được lâu hơn, yên lặng hơn, ẩn danh hơn. Phải. Vì tôi đã kể quý vị nghe hồi tôi ở Hy Mã Lạp Sơn, lúc nào cũng có người tới tìm thấy tôi. Những người siêu linh, mấy nhà tiên tri, tu sĩ khổ hạnh, một số tu sĩ khổ hạnh, một số vị khờ giao thông tới và tìm thấy tôi. And then rồi tôi bảo họ and ông I tell him, ông đi uống cà phê. You for coffee. Nhưng rồi but mấy then, tu sĩ khác lại tới. Some other fakirs would rồi cứ phải tranh đấu với họ hoài. Quá nhiều tu sĩ khổ forever, hạnh tới rồi trở thành kẹt giao thông. Fakirs have become a lot of fakirs, you know, traffic. Dù mình ráng ở trong động and even vẫn có người tới case, tìm you know? Rồi làm ồn ào phiền hà tới nỗi tôi phải đi ra. Họ không phá phách gì mình, nhưng nếu họ cứ tới hỏi hoài thì đó là rắc rối. Lúc đó đâu còn tĩnh lặng gì nữa. Rồi có lúc cảnh sát tới hỏi tại sao quý vị ở đây. Ấn Độ thì khác. Bên Ấn Độ người ta quen kiểu người có râu dài và mặt mũi lờ đờ. Và mấy bó rau bên cạnh. Rau. Hoặc loại thân thể vặn vẹo treo trên cây. Bên Ấn Độ họ quen với đủ thứ chuyện như vậy. Vì vùng đất đó đặc biệt. Người ở đó làm vậy. Ý nói người Ấn sinh ra đã hiểu rằng in India, people are born. Sau bao nhiêu năm thì họ sẽ thành đạo sĩ hoặc xuất gia kiểu vậy. Rồi ra làm gì đó, hoặc đi bộ lõa thể, hoặc đi bộ không lõa thể. Và uống vặn thân mình, hoặc không uống vặn thân mình, hoặc treo thân lên cây bằng một chân, hoặc treo bằng hai chân, đủ thứ chuyện mà họ đã biết rồi, là có thể một ngày nào đó họ sẽ làm như vậy. Toàn dân Ấn Độ đều hiểu rằng một ngày nào đó sẽ có người làm vậy, đàn ông hay phụ nữ. Cho nên họ quen rồi, và cảnh sát không đuổi bắt họ. Nhưng trong xã hội chúng ta, kêu bằng xã hội văn minh, nếu quý vị làm việc gì khác thường, hoặc thậm chí ở một chỗ hiu quạnh quá lâu, người hành hương không đến, mà cảnh sát sẽ đến. Thế là rồi, giả từ luôn sự an bình, tĩnh lặng của mình. Vì họ sẽ không hiểu quý vị đang làm gì ở đó. Dù quý vị nói là đang ngồi thiền. À, tà phái ha, thuộc về tà phái nào đây? Rồi họ có thể nghĩ kẻ khủng bố hoặc cực đoan, bất cứ gì biết không. Ngày nay người ta rất sợ, sợ lắm. Vì có những người cực đoan đã làm những điều mà không thể tưởng tượng nổi. Theo ý họ, họ muốn phát biểu ý kiến của họ. Nhưng theo ý kiến của đại đa số thì đó không phải là cách để phát biểu ý kiến. Cho nên, nếu chúng ta làm gì hơi lạ thường hoặc bất thường một chút thì người ta hay vạch ra. Rồi người khác tới kiểm tra quý vị, hoặc cảnh sát sẽ tới, hoặc cục FBI, CIA, bất cứ ai. Rồi không bao lâu sau quý vị sẽ vào xà lim cảnh sát, cũng là hang động, cũng an toàn. Ngoại trừ không thể ra. À, không phải lúc nào cũng dễ chịu. Và nhất là khi quý vị có các bạn tù, là những người ở tù lâu năm hơn quý vị. Cuộc đời hơi rắc rối đó. Cho nên nếu làm được thì cứ làm. Nếu không, tôi đề nghị cứ ở trên gác của mình, nơi gác mái của mình, và ngồi thiền trong đó.
Ở khách sạn quý vị có thể ẩn danh hơn là ở hang động Hy Mã Lạp Sơn. Nói quý vị hay, hang động ở Hy Mã Lạp Sơn có thể được, nhưng ngay cả dân Ấn Độ họ cũng đi hành hương hoài, lúc nào họ cũng đào cho ra mấy người trong hang động. Không lâu quý vị sẽ thấy nhiều người ngồi trước động quý vị, đợi gia trì nếu quý vị có chút nào. Họ sẽ mang đủ thứ đồ tới trước động quý vị, nhất là nếu quý vị để râu, càng dài càng tốt. Bên Ấn Độ càng dài càng thánh thiện, rồi tóc cũng phải rối bù, càng rối càng tốt, móng tay phải mọc dài, chào ôi không thể tưởng tượng. Vài năm nữa mặt mũi quý vị sẽ ra sao trong động Hy Mã Lạp Sơn. Dù sao cũng chẳng còn nhiều động, vì tất cả những tu sĩ khất thực Ấn Độ đã ở hết rồi. Muốn kiếm được cái động tốt khó lắm. Cũng có thể tìm được nhưng không yên tĩnh lắm như quý vị nghĩ đâu. Rồi còn ai muốn đi Hy Mã Lạp Sơn hoặc nơi nào đó? À, con rất may mắn được ở đây. Vậy ạ? À, dạ, rất là may mắn. Chắc chắn vậy rồi. Trong phòng này với sư phụ, hơn nữa sư phụ đã cho chúng con một Tết Tây thần kỳ ở Anh Quốc cho anh chị em đồng tu chúng con. Con cũng xin cảm ơn anh chị em đồng tu Suray, thật sự sắp xếp điều này giúp rất nhiều. Dạ đúng vậy, giúp rất nhiều. Và nhất là ba người chị của con đã giúp con hiểu, đã dạy con về giáo lý của sư phụ, làm cho con hiểu, giúp con trong những năm qua, nên con xin cảm ơn tất cả anh chị em đồng tu của con và nhất là ba người chị của con nữa. Họ cảm ơn quý vị. Anh ấy cảm ơn quý vị, cô ấy cảm ơn. Không phải cô nói, không có chi. Dạ. À, không có chi. Được, chào. Tốt. Okay. It's okay. Cô biết ơn sự may mắn của mình. Good. It's good that you appreciate. Vậy tốt. Rất tốt. You know, your luck. Có người không biết ơn. Ừ, yeah, có người không. Some people don't. Yeah. Và cô biết, vậy là tốt lắm. Tuy nhiên yes, vẫn không thấy là thật sự đang ngồi đây với sư phụ. Thấy lạ hả? Cảm thấy như không thật. Ồ, không thật sao? Thấy thích hả? Ờ, chúng ta là gia đình. Và tới đây là lúc gia đình sum họp. New Year is family reunion time. Giáng sinh tôi không đến được, nhưng Tết Tây thì được. Đôi khi tôi không thể nhé. Okay. Yeah. Khó để đến gặp quý vị. Yeah. It's difficult to come see you. Không phải vấn đề tài chính, cái đó tôi lo được, máy bay có chỗ. Nhưng ngay cả tới đây cũng đã có nhiều trở ngại, nhưng không sao, nó đã qua rồi. Một số quý vị đã gặp tôi hai lần, có người một lần, còn hơn là không có gì hết. Hai bên phải khóc hết nước mắt và rửa rất nhiều thứ, bây giờ mới tới được. Nhưng tôi không thích phần khóc lóc, ồ, đau lòng, khô héo, biết không? Dehydrating, you know. Sau ngày hôm qua, tôi phải xuống quầy giải khát ở khách sạn và uống rất nhiều nước trái cây để bù lại. Nếu không, có lẽ quý vị sẽ không thấy tôi nữa, khô cạn hết. Cảm thấy như cái xác khô. Không phải mẹ, mà là xác. Khô đó, biết không? Còn gì nữa? Còn chuyện tình thương và chuyện hay nào không? À, mở cánh cửa đó ra, nóng quá. Mở lớn ra để mọi người không bị che. Mở lớn tới tường. Dạ, không mở được. Chúng con sẽ mở cửa này ở đây. Mở cửa trước ở đây để gió thổi nhẹ qua. Được rồi, được rồi. Không, ý tôi là mở tới tường. Không được sao? Ồ, trẻ em. À, trẻ em, bao nhiêu em? Có bao nhiêu em? Lại đây, lối này, kẹo bánh thuần chay. Lại đây, cưng. Come here, baby. Động vật. À, trẻ em thích. Animals. Chọn mấy cái đó cho tôi, chọn hết mấy cái này, chọn Select giùm. Select all this. Rồi, mang Select lại đây, them. Để đây. Cái có hình động vật, nó đề động vật, và động vật. Chào các con. Hello guys. Hai em lớn chăm sóc mấy em nhỏ đâu? Where are the two big ones that take care of the young ones?
Hai cậu này hả? These two. Anh này đây và anh kia ạ. Và cậu kia. Ôi chà, hai cậu là những người hồng. Lại đây mấy người hồng. Come here, heroes. Người chăm sóc mấy người hồng nhỏ lại đây. Thêm đồ ăn đi, thêm mấy thứ khác nữa. Không chỉ có thứ đó, lại đây cưng. Not just that. Come here, baby. Đưa áo ra như sư phụ về nhà. Cả mấy thứ đó luôn. Đây, ở đây. Cái này cho con, chúc mừng năm mới vì đã làm chàng trai tốt. Cảm ơn sư phụ, con là người tốt phải. Sư phụ cảm kích sự hy sinh của con. Đây. Tất cả trẻ em lại đây. Tất cả trẻ em lại đây, tất cả. Đưa áo ra. À, giống vậy đó. Rồi. Chúc mừng năm mới, cưng. Happy New Year, baby. Các con có thể ở quanh đây, ngồi trên lầu hoặc chỗ nào đó, miễn đừng làm phiền các vị thánh là được. Đây. Chúc mừng năm mới, lại đây. Cho trẻ em ngồi trong các phòng nhỏ, vì trên đó có chỗ. Còn mấy anh chị em đồng tu khác thì có thể ngồi trên gác. Dạ, thưa sư phụ. Lại đây các em nhỏ. Come here. Kids. Kiddo. Chúc mừng năm mới. Rồi, chúc mừng năm mới. Đây, đây, cưng, đưa áo ra. Rồi, à, tốt. Các con ngoan lắm. Những cậu bé, cô bé ngoan. Đây, cùng cưng. Còn nữa không, các con ngồi quanh đó, ngồi chỗ nào cũng được, ngồi đó cũng được. Hoặc ngồi chỗ nào được thì ngồi. Giờ quý vị biết tại sao các đền thờ Hồi giáo bên trong đều trống. Ngay cả đây cũng không, cái gì cũng không. Giống vậy đây, chúng ta ráng chèn vào càng nhiều càng tốt. Người quay phim ổn không? Anh này đến đây. Người mặc áo xanh, vận động viên đến đây, ngồi đây vì che máy quay đó. Đến phía trước đi, được rồi. Ngồi với sư tỷ của quý vị. À, ngồi ở đó, tốt. Hoặc trong góc, sao cũng được. À, không sao, được rồi. Bây giờ ổn chứ, ổn chứ. Tốt. Còn trẻ em nào nữa không? Không hả? Hết trẻ em rồi hả? Nói nghe này. Đưa cái hộp đó đây. Hộp đó. Đây là cho tất cả những em nhỏ ở nhà. Nếu quý vị có con cái thì lấy một ít tùy theo, chẳng hạn như có bốn em thì lấy bốn cái. Dĩ nhiên tôi có thể cho mãi, nhưng mình đâu có thời giờ cho mấy thứ vật chất này được chưa? Phải. Đây là cho mấy em nhỏ. Còn nửa đằng kia nếu thiếu, dạ thưa sư phụ. Cái đó cho trẻ em ở nhà thôi nhé. Một số kẹo thuần chay, mấy đồ ngọt. Cái đó không, cái màu xanh kia, cái đó nhiều hơn, phải không? Có gì trong đó? Kẹo, kẹo và sô-cô-la, mấy đồ kiêng cử. Đây là cho trẻ em nhé, để ở đó. Phần còn lại cho mấy bé bự. Cái đó cho trẻ em thôi. Khi nào quý vị về, lấy một ít về cho các em nhé, vì các em không có ở đây. Nó là từ tôi với tình thương. Tượng trưng thôi. Symbolic. Tượng trưng. Gia đình chúng ta đông quá, tôi không mua quà hoài được. Nếu không, tôi đã mua rồi. À này, tôi có bánh mình bi thuần chai, biết không? Bánh mình bi thuần chai, mỗi người một cái. Chúng ta còn một số trên lầu. Không còn. Hôm qua, tôi đã gửi rất nhiều hộp. Mỗi người đều có một bánh thuần chai. Hy vọng là đủ. Dạ, thưa sư phụ.